Dạ vâng, Nhật Bãi Hồng Thinh xin kính chào cô chú anh chị đã quay trở vào với kênh YouTube của em. Dạ vâng, cũng như thường lệ thì mọi hôm em Thinh lại lên nồi cơm điện, nhưng ngày hôm nay thì em lại trở về kho để lên báo giá nhanh 6 mẫu bếp ga dòng nội địa Nhật để khi cô chú chị nhà mình vào theo dõi kênh của em. Mình ưng mẫu nào thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716 cả nhà mình nhé. Dạ vâng, bây giờ thì em sẽ vào buổi báo giá. Cái mẫu đầu tiên của ngày hôm nay là một em zin-nai phiến nhấn. Vâng, một em zin-nai phiến nhấn rất là đẹp này, hình thức bên ngoài này. Đấy, không có chầy xước, không có móp méo ở đâu cả nhà mình nhé. Và thuộc dòng đời cao, đời 21 luôn. Dòng phiến nhấn này thì cũng rất là dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi này. Chẳng hạn như là các bác mà cao tuổi này, các anh các chị mà không thích về dòng full chức năng, đa chức năng này, hoặc là cháu nhỏ nhà mình thì cũng có thể là sử dụng vào cái dòng bếp này được. Đấy, nó chỉ có phiến nhấn để mình khởi động nguồn lửa, còn ở trên thì đều đã có cảm biến nhiệt để phòng tránh cháy nổ nhá cả nhà mình. Riêng cái bếp này đấy thì nó sẽ có khóa trẻ em nhé. Đây, đây là đang khóa trẻ em này, và bây giờ em mở ra đó, cả nhà mình thấy nó rất là an toàn bảo đảm. Và khi mình nấu đấy thì mình chỉnh lửa bằng cái cần này nhé, to nhỏ là ở như cái cần này nhé cả nhà mình. Đó, rất là tiện lợi, một chiếc bếp Zin 9 này, hình thức rất là đẹp nhé, vuông thành đứng cạnh này, ở trong khay nướng vị nướng này, toàn bộ là inox còn mới kinh keng luôn. Và cái này thì nó thuộc một tầng lửa của lò nướng. Một tầng lửa đấy thì mình sẽ nướng được ít thức ăn hơn, cũng như là khi mà mình nướng thức ăn đấy thì mình sẽ phải lấy ra lật lượt dưới lên trên để cho nó chín đều nhé cả nhà mình. Và trước khi mà mình nướng đấy thì mình sẽ cho một chút nước xuống dưới cái khay này để sau khi mình nướng xong thì mình vệ sinh nó dễ dàng hơn nhé. Bên trên ấy là mặt men màu đen nhé cả nhà mình. Bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối này, nhôm đã qua sử dụng, nhưng cả nhà mình thấy này, cái độ mới cũng như là cái độ dày của nó rất là cao nhé. Và họng bếp thì tròn chỉnh này, họng bếp dày tròn chỉnh nhé. Đó, tâm cảm biến nhiệt đây. Cái này là để phòng tránh cháy nổ nhé. Cái tâm cảm biến nhiệt này là nó phòng tránh cháy nổ. Khi mà nhiệt độ lên cao là nó sẽ tự động ngắt lửa và khóa ga cả nhà mình nhé. Bếp Nhật thì nó sẽ có 3 cái chức năng an toàn, chẳng hạn như là nước trong nồi cạn này, hoặc là gió thổi tắt lửa này, nước sôi trào này, đều tự động tắt lửa và khóa ga. Đó là những cái tính năng an toàn của dòng bếp Nhật nhé cả nhà mình. Đấy, thành vách cũng như là bề mặt đằng trên của bếp thì không có bị chầy xước móp méo ở đâu nhé, rất là đẹp này, vuông thành đứng cạnh. Và cái này thì bên em đang bán với giá là 2.800.000 đồng nhé. Các bác mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0361487716 cả nhà mình nhé. Số Zalo của em cũng là số này, cũng là 0361487716. Bên em thì đã bao ship toàn quốc, đồng thời là bảo hành về bếp là 1 năm, hỗ trợ về kỹ thuật bếp là trọn đời và tặng cho mỗi bếp là một đôi pin. Dạ vâng, bây giờ thì em sang cái thứ hai cũng là thương hiệu Zinai phiến vặn. Rất là đẹp, hình thức của chiếc bếp này cũng rất là đẹp nhé. Không có chầy xước, không có móp méo ở đâu, cũng thuộc dòng đời cao cả nhà mình nhé. Ở trong khay nướng, vị nướng cũng tất cả là inox còn mới kinh keng luôn. Và bếp nhà em thì đều có lưới chống chuột ở dưới, rất là an toàn bảo đảm. Đó, khi mà cô chú anh chị mình mua về thì chỉ cần cắm dây ga vào là sử dụng được thôi. Đấy, bo lửa thì cũng được làm bằng nhôm nguyên khối này, tất cả là bằng nhôm. Đấy, họ làm mà họ đúc bằng nhôm khối đấy thì mình nấu nó sẽ bền, cũng như là nó sẽ không bị hen rỉ và không bị mòn theo năm tháng. Họng bếp thì tròn chỉnh rất là đẹp nhé cả nhà mình. Đấy, những chiếc bếp đã qua sử dụng rồi, thế nhưng mà độ mới cũng như là những cái chất liệu của họ làm đang còn rất là dày thì độ bền của nó rất là cao nhé cả nhà mình. Cái này thì bên em cũng đang bán với giá là 2.700.000 đồng nhé. Bác nào mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em ạ. Và bây giờ thì em sang cái thứ ba của ngày hôm nay. Cái thứ ba của ngày hôm nay là một em Paloma phiến nhấn nhé. Cái này thì thành vách, hình thức của nó cũng không có chầy xước, không có móp méo nhé, cũng rất là đẹp luôn này. Đấy, chỉnh lửa đây, to nhỏ là ở đây. Ở dưới này cũng có khóa cho em này, rất là an toàn cả nhà mình ạ. Ở trong khay nướng đấy, vị nướng là inox và khay là men zin. Và zin bếp Nhật đấy thì nó sẽ tiết kiệm được cái lượng ga cho gia đình nhà mình tới 30-40% lượng ga nhé cả nhà mình. Đó, 30-40% lượng ga. Một chiếc bếp thông thường của Việt Nam đấy, các bác sử dụng là tầm 2 đến 3 tháng là hết một bình ga. Thế nhưng mà bếp Nhật thì các bác sử dụng tầm 3 đến 4 tháng nhé, mới hết một bình ga.
Vâng, bề mặt đằng trên của bếp là mặt men nhé, màu đen này. Bo lửa thì được làm bằng đồng nguyên khối nhé cả nhà mình. Họng bếp thì tròn chỉnh này. Đó, rất là đẹp. Nói chung là cái bếp này thì cũng đang còn đẹp nhé. Và cái bếp này thì giá thành cũng rất là hợp lý này. Bên em đang bán với giá là 2 triệu 300 nghìn đồng nhé. Bác nào mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em ạ. Và đây nhà em có một cái máy hút ẩm nhé. Hút không khí này, lọc không khí, tức là lọc không khí đây cả nhà mình này. Đang sử dụng luôn. Đấy, để cho cái không khí ở trong cái không gian này nó sẽ không có mùi nhé. Đấy, rất là tiện lợi. Khi mà các bác cần về cái dòng này thì các bác cứ liên hệ vào số điện thoại của em nhé. Đấy, đang bật ở trong cái kho bếp, bởi vì là kho bếp thì nhà mình sẽ suốt ngày là bật ga. Sau khi mà bật ga thì mới mở ga thì bao giờ nó cũng có hơi có mùi ga đấy. Thì cái này nó sẽ hút mất mùi ga luôn nhé cả nhà mình. Đấy, rất là an toàn bảo đảm. Đó. Và bây giờ thì em sang cái thứ tư của ngày hôm nay. Cái thứ tư của ngày hôm nay là một em Zinlai phiến nhấn nhé. Cái này thì nó có thêm những cái chức năng là phiến ấn 3S để hỗ trợ khi mà mình chiên rán hoặc là rang đồ khô nhé. Và tăng nhiệt độ từ 160 lên 200 này. Bên này thì có chế độ là nấu nước này, chế độ nấu cơm và nấu cháo. Vâng, cái chế độ nấu cơm nấu cháo này cũng rất là quan trọng đấy cả nhà mình ạ. Khi mà mình sử dụng nồi cơm điện mà chẳng may mất điện đi đấy, thì mình có thể là vo gạo cho vào nồi và chọn chế độ nấu cơm. Đấy, trong vòng khoảng nhà em thì cũng hay mất điện thì em cũng hay sử dụng đấy. Thì nấu ít người thì mình nấu khoảng tầm 10 phút là được nồi cơm chín. Đấy, còn gia đình nhà mình mà nhiều người đấy thì mình nấu khoảng tầm 20 phút, 15 đến 20 phút. Đấy, nấu cơm bếp ga rất là nhanh được nhé. Mà cơm nấu ngon lắm cả nhà mình ạ. Nó rất là ngon, cơm nó chín đều mà ngon cơm lắm. Vâng, cái này thì thành vách cũng không có chảy xước, không có móp méo ở đâu nhé. Ở trong khay nướng, vị nướng cũng tất cả là inox này. Và nó cũng thuộc một tầng nữa của lò nướng. Bề mặt đường trên này, màu mặt men, màu này là màu ghi sáng nhé cả nhà mình. Bo lửa thì cũng được làm bằng nhôm nguyên khối nhé. Đấy, tất cả là bằng nhôm cả nhà mình nhé. Ở bên Nhật thì họ làm những cái bo lửa như thế này đấy. Và một là nhôm, hai là đồng thôi. Đấy, rất là bền. Không làm sắt giống Việt Nam mình đâu. Sử dụng một thời gian là nó sẽ dĩ nhé. Đấy, rất là đẹp. Và cái này thì bên em đang bán với giá là 2 triệu 800 nghìn đồng nhé. Bác nào mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em ạ. Bây giờ thì em sang cái thứ 5 của ngày hôm nay là một em Zinlai phiến vặn này. Các bác thấy một chiếc bếp rất là đẹp này. Hình thức thì quá là mỹ mãn rồi. Để vào căn phòng bếp nhà mình thì quá là tuyệt vời nhé. Đấy, một chiếc bếp của Việt Nam làm gì có cái chuyện mà độ cao như thế này và dày như thế này, đúng không cả nhà mình? Đấy, chất liệu họ làm thì rất là dày này. Chức năng ở trong thì có nhiều chức năng này. Nó rất là đẹp. Hình thức bên ngoài thì không có chảy xước, không có móp méo nhé. Và cái này thì vĩ là inox và khay là men zin. Bề mặt đằng trên của bếp là mặt men nhé. Mặt men màu đen. Bo lửa cũng là bằng nhôm luôn cả nhà mình nhé. Đấy, tất cả là bằng nhôm. Rất là đẹp. Chiếc bếp này thì độ mới cũng đang còn cao nhé. Và cái này thì bên em cũng đang bán giá rất là hợp lý này, 2 triệu 300 nghìn đồng. Bác nào mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé. Hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em. Bây giờ thì em sang cái cuối cùng của ngày hôm nay. Cái cuối cùng của ngày hôm nay là một em Paloma môi chè nhé. Cái này là PA60 nhé. PA360. Đấy. Rất là đẹp này, hình thức của nó vô cùng là đẹp luôn cả nhà mình ạ. Không có chảy xước, không có móp méo và thuộc dòng đời cao. Sản xuất năm 18 luôn nhé. Có một đồng hồ thế nhưng mà hẹn giờ được hai bếp nấu ở trên và lò nướng ở dưới này. Có tăng nhiệt độ từ 160 lên 200 nhé. Phiến ấn 3S hỗ trợ mình chiên rán hoặc là rang đồ khô nhé. Bên này thì có chế độ là nấu nước, nấu cơm, nấu cháo. Đấy, rất là tiện lợi. Ở trong khay nướng, vị nướng toàn bộ là inox này. Và cái này thì khoang nướng của nó rất là rộng nhé. Khoang nướng rộng thì mình sẽ nướng được nhiều thức ăn hơn. Và dòng hai tầng lửa như thế này đấy, thì khi mà mình nướng thức ăn đấy, nhiệt ở trên hấp xuống, hai bên hấp lại, mình không cần phải lấy ra để lật lượt dưới lên trên nhé cả nhà mình. Rất là tiện lợi. Bề mặt đằng trên của bếp là mặt men màu đen. Và cái này nó có phủ một lượt kim tuyến rất là đẹp nhé. Những ánh kim tuyến này cả nhà mình thấy rất là đẹp luôn. Bo lửa thì cũng được làm bằng nhôm nguyên khối này. Đấy, nhôm qua sử dụng nhưng độ mới cũng như là độ dày đang còn rất là cao này. Họng bếp cũng thế nhé. Ở trên thì có miếng sắt để che chắn dầu mỡ này. Rất là đẹp luôn cả nhà mình nhé. Và cái này thì em sẽ test qua lửa để cả nhà mình thấy lửa của nó đẹp như thế nào nhé.
Và khi mình nấu thì mình chỉ cần ấn nhẹ thôi là lửa lên. Đấy, chỉ cần ấn nhẹ thôi cả nhà mình ạ. Lửa lên này, chỉnh lửa to này. Đấy, bên này cũng thế nhé, chỉnh lửa to này. Đó, rất là tiện, rất là đẹp luôn. Đấy, lửa thì xanh như mắt mèo luôn nhé các bác. Đấy, có bác nào mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé. Cái này thì bên em đang bán với giá là 3.600.000 đồng nhé. Dạ vâng, trong video báo giá của ngày hôm nay thì em Thinh gửi lên là 6 mẫu bếp ga dòng nội địa Nhật. 5 mẫu là chức năng đơn giản, dòng phiến vặn, phiến nhấn. Và một mẫu là dòng đa chức năng. Khi mà cô chú anh chị mình vào theo dõi kênh của em, mình ưng mẫu nào thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0361487716 cả nhà mình nhé. Em Thinh rất là cảm ơn đến toàn thể cô chú anh chị mình đã quan tâm theo dõi kênh của em, ủng hộ shop của bên em rất là nhiều. Vâng, một lần nữa thì em rất là cảm ơn đến toàn thể cô chú anh chị mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình những video tiếp theo ạ.